Thật ra là tôi chưa từng có ý định quay lại Việt Nam. Cho đến khi được đề nghị cùng góp sức vào việc tìm kiếm khu mộ thứ hai tại Xuân Sơn. 56 năm rồi. Cảm ơn các bạn vì đã mời tôi tới đây. Chỉ một đêm hôm đó thôi đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi về sau. Ngay lúc này, thật không dễ dàng gì khi những ký ức được cất giấu từ lâu được khơi gợi lại. Tổn thương tâm lý hậu chiến đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi đã trở nên hung bạo hơn một thời gian dài, rất dài. Cảm xúc của tôi khi ấy chỉ toàn là phẫn nộ, cay đắng và suy sụp. Tôi không thể nào cảm nhận niềm vui được nữa. Người ngoài rất khó biết được rằng anh ấy đang phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng để có thể mở lòng được thì còn khó khăn hơn. Tôi cảm thấy buồn thay cho anh ấy. Câu chuyện về trận đánh tại LZ Bird mà tôi đã viết và đăng lên trang web cá nhân. Nó giúp tôi suy nghĩ tỏ tường hơn và giúp tôi nhận thức được những gì mình đã trải qua. Từ một cái manh mối ban đầu của một cựu chiến binh Mỹ nói về một cái tâm sự có một cái trận đánh ở đồi Xuân Sơn vào cuối tháng 12 năm 66. Từ cái manh mối đó tôi tìm hiểu về lịch sử các trận đánh của quân đội nhân dân Việt Nam. Và đúng là có một cái trận đánh diễn ra, thì tôi đã kết nối với cả bác Đặng Hà Thụy, là một cái người cựu chiến binh nhiều năm gắn bó với việc tìm kiếm liệt sĩ ở đất Bình Định. Tôi phải lên trận địa, tôi đối chiếu cái đồi Xuân Sơn, cái dáng đồi họ chụp và cái cảnh bộ đội ta nằm dưới chân đồi phía nam. Thì tôi lập hồ sơ, tôi dịch tất cả các văn bản đó, tôi báo cáo cho bộ sự tỉnh, thì cùng tôi là đi ra đó khảo sát là 4-5 lần. Cái đồi Xuân Sơn bao la rất là rộng, cái việc khoanh vùng cực kỳ khó khăn. Sau khi mà nhiều lần tìm kiếm mà không đem lại kết quả, mọi cái tưởng như đi vào bế tắc, thì một cái may mắn là kết nối được với ông Bốp Mắt, cũng là một cựu chiến binh của sư đoàn 1. May là gặp ông Lữ Bốp này, thì ông mới viết lại cho tôi mấy câu mà chào thiếu tá, tôi là sẽ hứa là tôi tập hợp ý kiến của 6 lính Mỹ trong trận đánh này. Hello. Hello. How are you? I am fine. How are you, Major Thuy? I'm very happy to meet you today. How many years old are you? How many years old? I'm 75. I am 78. What we're trying to do is... Chúng tôi đã cố gắng tìm thêm thông tin về hố chôn tập thể. Tổng hợp lại miêu tả của các nhân chứng thì tôi thấy rằng không phải chỉ có một ngôi mộ mà có ít nhất là hai. Đây là những di vật mà tổ quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã tìm kiếm nhiều ngày qua tại hố chôn này. Chúng ta có thể thấy có những chiếc ví, chiếc lược, chiếc bút, thắt lưng và cả những chiếc dép cao su như thế này, cùng với hài cốt của các chiến sĩ đã nằm lại đây suốt 56 năm qua.
báo là tìm được hai cốt liệt sĩ. Tôi khóc òa. Khi mà tôi gọi cháu tôi mới lên, tôi nói không ra lời. Nghe lên xúc động. Nhớ về người anh mình, tuy rằng đã 56 năm, tới giờ tôi vẫn còn cái niềm đây rất. Khi thấy các gia đình rơi nước mắt, tôi cũng cảm thấy nghẹn ngào. Tôi quyết tâm phải thu thập thêm thông tin từ những nhân chứng khác nữa để tiếp tục tìm ra được khu mộ thứ hai của các liệt sĩ Việt Nam. Đó là điều tôi cần phải làm. Thật ra là tôi chưa từng có ý định quay lại Việt Nam cho đến khi được đề nghị cùng góp sức vào việc tìm kiếm khu mộ thứ hai tại Xuân Sơn. Nỗ lực tìm kiếm các liệt sĩ của Việt Nam đã ngã xuống trong trận đánh đó đã thôi thúc tôi trở về để giúp những thân nhân liệt sĩ được an lòng. Tôi rất mừng. Từ nửa còn trái đất đến đây, các anh đều cao tuổi cả rồi. Nhưng mà bỏ thời gian, bỏ công sức đến đây là một cái điều rất là quý đối với người Việt Nam chúng tôi. Trước đây, chúng ta là hai chiến tướng trên chiến trường. Bởi vì đó là vì do lịch sử thôi. Khi đó chúng tôi còn rất trẻ và không hiểu gì về chính trị. Chúng tôi không biết tại sao chúng tôi phải tham chiến, trừ những gì người ta nói rằng chủ nghĩa cộng sản là xấu và nền dân chủ của chúng tôi mới là tốt. Các ông có lý tưởng để chiến đấu, còn chúng tôi chỉ cố gắng sống sót để trở về. Như tôi vẫn nói, chúng tôi làm điều chúng tôi phải làm. Tôi rất cảm động khi có mặt tại đây sau một thời gian rất dài. It's been a long time coming. 56 năm rồi. Cảm ơn các bạn vì đã mời tôi tới đây. Chỉ một đêm hôm đó thôi đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi về sau. Thật buồn khi có mặt ở đây. Sau tất cả những đau thương và mất mát, còn gì hơn khi chúng ta có thể đi cùng nhau như những người bạn. Cố gắng đem lại một hồi kết có hậu cho tất cả những người thân đã mất của chúng ta.